về vấn đề của bạn phân vân giữa chiếc iPhone 5 và chiếc điện thoại Xperia Z1, thì sau đây thì mình có thể tư vấn cho bạn qua về một số thông tin tính năng và cấu hình của máy. Như ở đây chúng ta có, đó là chiếc iPhone 5 phiên bản 32GB. Như bạn thấy ở đây về cấu hình của nó thì chúng ta có thể thấy nó là thiết kế nguyên khối, màn hình Retina công nghệ chống xước và cường lực cao. Màn hình của iPhone 5 thì chúng ta có thể thấy là 4 inch, còn về Sony Xperia Z1 đó là 5 inch. Nếu bạn muốn một màn hình to rõ ràng về công nghệ như của Z1 Ultra, nó sẽ rất phù hợp với bạn. Còn về việc muốn chắc chắn về thiết kế thì hoàn toàn như là iPhone 5, tốc độ của nó chỉ có 1GHz và RAM 1GB. Như của Xperia Z1 như chúng ta có thể thấy ở đây thì nó là chạy chip Snapdragon 800 2.2 và RAM 2GB. Và tất nhiên là cái kho ứng dụng của hệ điều hành iOS này thì chúng ta có thể thấy thì nó có ít ứng dụng hơn của hệ điều hành Android rất nhiều so với con Z1 này. Z1 nó có một lợi thế, đó là khả năng chống nước và chống bụi của nó rất cao. Chúng ta có thể thấy dư con Z1 ở đây thì khả năng chống bụi của nó và chống nước theo tiêu chuẩn của IP5. Và chúng ta có thể thấy là nó có thể chống nước trong độ sâu là 1.5m, tối đa 1.5m, và trong thời gian là 30 phút. Và điều đó là iPhone 5 là hoàn toàn không thể làm được, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy ở như ở trên này thì sự lựa chọn đấy thì cũng hơi khó khăn đối với chúng ta, nhưng mà nó còn liên quan phụ thuộc vào hệ điều hành hay là cái sự nhu cầu của bạn sử dụng cho nhu cầu nào. Nếu bạn cần dễ sử dụng thì cái vấn đề mình nên hướng dẫn cho bạn sử dụng là Z1. Còn về iPhone 5 thì nếu mà bạn sử dụng theo là nó là một cái gọi là một, nó vừa công nghệ vừa là một cái vật phẩm như là trang sức cho chúng ta, thì chúng ta có thể thấy iPhone 5 thì nó vẫn là đứng thương hiệu đứng đầu từ trước đến giờ rồi. Đấy, thì chúc bạn lựa chọn thành công sản phẩm.